nhập hàng thì em lại về loa chưa về mà về chân trước thì em bán chân trước nha các bác nhé, em bán cái đuôi chân tần nòi. Đấy, loa thì về sau. Thực ra cái này nó là phụ kiện thôi. Đấy, cái cặp chân này là chân của loa tần nòi thì các bác có thể dùng được rất là nhiều đời nhé, cứ xem cái dáng này là được. 615, 613, 605, 603, nói chung là tất cả những cái đời đấy. Hoặc là các bác là nhìn cái tiết diện nó để được thì là để. Mà kể cả nó hình vuông các bác để lên cũng được. Kể cả hình nó to hơn kích thước này các bác để lên vẫn được. Ở đây thì ngoài cái 4-3 cái vít để nó bắt vào cái chân. Cái này nó bằng hợp kim, chắc là nhôm, để nó bắt cố định thì nó còn 4 cái lỗ xuyên như này. Đấy, thì có thể là các bác bắt luôn vào đít loa. Đấy, để đo kích thước được các bác ngắm nghía một tí nhá. Đây là chân xịn nhưng mà chân thừa nhá các bác nhá, chân xịn của hãng luôn. Phía ngang ở dưới này là 40. Đấy, đằng sau cái này nó là, đằng sau này nó bằng nhau này, đằng sau này là đi 14. Ở trên này nó là đi 10 mấy đây? À đâu, 28, 27. Chiều cao của em nó là đi 49. Đó, chân này thì các bác đấy, ngoài đương nhiên chân xịn của Tannoy rồi thì các bác để những cái dòng loa khác đều ok nhé. Đấy, cái này hợp kim này, phần này hợp kim, cái này thì bằng gỗ, cái này là vân đá, vân đá nhé các bác nhé, vân đá màu xanh xanh vân. Cái này bằng gỗ, cái này bằng gỗ, cái này bằng hợp kim, khả năng là nhôm. Đấy, ngửa này cho các bác xem, còn rất là đẹp. Đấy, hàng bãi còn rất là đẹp nhé. Về cùng với lô BMB bãi. Đấy, BMB 252 là hàng bãi. Hàng bãi này thì là hàng bãi của Trung Quốc, 252V, hàng bãi Trung Quốc. Đây các bác nhìn này, hàng bãi Trung Quốc nhưng mà hàng này là hàng xuất Nhật. Sản xuất thì sản xuất tại Trung Quốc nhưng mà xuất thị trường của Nhật. Đấy, các bác nhìn nhé, tem của chính hãng đây. Đấy, Design in Japan nhé, công suất 250W chiếc. Đấy, về cùng với cả kết hợp cùng với cả một lô đồng hồ, cùng với mấy đôi loa cây, loa thùng. Anh em nào có nhu cầu sở hữu thì qua em nhé. Số điện thoại 0983698857, địa chỉ số 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.